Trước cơn bão ung thư càn quét khắp thế giới, nhưng hơn 3.600 người sống ở ngôi làng Lệ Phố, Quảng Tây, Trung Quốc chưa từng chứng kiến một người dân nào mắc ung thư, tuổi thọ lại khá cao. Hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm của một nhóm khoa học lĩnh vực y tế hàng đầu của Mỹ đến tìm kiếm. Họ khám phá bí mật về địa lý môi trường, khí hậu, thói quen ăn uống và cuối cùng đi đến một giả thiết. Ngôi làng này không ung thư, đơn giản, chỉ vì họ hay ăn khoai môn. Chưa có một công trình nào khẳng định khoai môn phòng được ung thư, nhưng theo tài liệu nghiên cứu tác dụng của thực phẩm trong phòng chống ung thư, khoai môn là một trong 21 cái tên được nhắc đến. Khoai môn là loại thực phẩm có tính kiềm, giàu dinh dưỡng nên có thể tăng cường chức năng miễn dịch, giúp phòng và trị bệnh ung thư. Các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C trong củ khoai môn sẽ loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm, quá trình phát triển ung thư được ngăn chặn. Trường hợp bệnh nhân mắc ung thư nên ăn khoai môn với một lượng thích hợp để kiểm soát và khống chế sự di căn. Với người từng phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa liệu có thể ăn thường để phục hồi sức khỏe. Khi chúng ta gọt khoai môn tươi, thấy liền ngay chất nhầy, nó có chứa một chút độc tố nên sẽ gây ngứa cơ thể. Sau khi cơ thể hấp thụ, chất nhầy này sẽ sản xuất globulin miễn dịch, giúp cơ thể bổ sung vi chất dinh dưỡng, làm tăng sự thèm ăn và tiêu hóa thuận lợi.